Đau thần kinh tọa là một bệnh lý thường gặp, đặc biệt là ở những người sống ở vùng nông thôn, do điều kiện sống và làm việc thường phải lao động nặng nhọc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Bệnh tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng thường dai dẳng khó chữa, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động. Hai vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Huyền và bà Phạm Thị Hòa ở xóm 12 thôn Dĩ Ninh, xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình đều bị đau thần kinh tọa từ nhiều năm nay. Lấy nhau từ khi còn rất trẻ, nhà lại đông con nên kinh tế rất khó khăn. Ông Huyền vừa là cán bộ xã, vừa phải làm thêm rất nhiều công việc để có thêm thu nhập cho gia đình. Còn bà Hòa ở nhà một mình lo việc đồng áng, thời gian rảnh giữa mùa vụ thì đi làm thuê, làm phụ hồ. Toàn những công việc nặng nhọc, thức đêm dậy sớm nên đến khi có tuổi, cả hai đều bị đau thần kinh tọa. Thế là trước đây tôi đau lắm, tôi đau nghĩa là tôi không cúi được. Tôi ví dụ tôi cầm một cái gì động khoảng độ 1 cân, 2 cân tôi không xách nổi lên. Tôi không xách lên được. Thế thì là tôi đi kiểm tra thì bác sĩ là bảo là thần kinh tọa. Thế thì về thì cũng bác sĩ cũng kê đơn bán thuốc cho đi, nhưng mà về thì dùng thì cũng chỉ đỡ lúc bây giờ thôi. Đêm nằm nó rất bắt đầu chạy hết, rồi chạy xuống đây. Chạy chân xong rồi nó chạy tê cả đây này. Đấm vào cái chân này nó đau bì. Tê tê tê, nó khó, rất khó chịu, rất khó chịu. Để điều trị bệnh đau thần kinh tọa, các bác sĩ thường sử dụng cả đông tây y kết hợp. Hiện nay vật lý trị liệu, xoa bóp, thể dục cũng được áp dụng để điều trị bệnh. Song kết quả chưa đạt được như mong đợi. Nhiều bệnh nhân bị đau tái diễn kéo dài, không dứt hẳn, người bệnh rất khó chịu. Vợ chồng ông Huyền và bà Hòa may mắn đã tìm ra cách điều trị bệnh đau thần kinh tọa hiệu quả. Chia sẻ về quá trình chữa bệnh của mình, ông Huyền và bà Hòa cho biết. Cũng là rất may này, cũng trong cái thời gian tôi điều trị cũng không thấy nó đỡ gì, tôi cũng may là cũng có người mách bảo là tôi dùng cái thấp rượu nang tâm bình thì tôi thấy nó cũng giảm đi cái bệnh của tôi rất nhiều. Thế đến bây giờ thì tôi cái sức khỏe và cái đau của tôi thì bây giờ thấy nó cũng khá ổn định. Thế là bây giờ tôi cũng lao động cũng trở lại gần bình thường. Sau khi về được cái nhiều người giới thiệu thì tôi mới sử dụng cái thấp rượu nang tâm bình. Đấy, sản phẩm tôi hôm đấy thời gian đến bây giờ thì tay tôi dơ cao rồi. Cái nưng thì là đỡ rồi. Đỡ hẳn nưng, từ hồi đấy là nó ổn định rồi. Thấp rượu nang tâm bình là sự kết hợp của 11 vị thảo dược quý giúp chống viêm, giảm đau, trừ phong thấp, giảm chèn ép dây thần kinh, lưu thông khí huyết. Thấp rượu nang tâm bình có tác dụng hỗ trợ điều trị gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, tê buồn chân tay. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, được kiểm tra nghiêm ngặt. Người bệnh có thể dùng thấp rượu nang tâm bình ngày 6 viên, chia đều thành 2 lần uống, mỗi lần 3 viên, liên tục từ 3 đến 6 tháng tùy vào tình trạng bệnh để có hiệu quả tốt nhất. Công ty dược phẩm Tâm Bình, 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04-3734-5600, website www.tambinh.vn.